Càng Chi nước Việt chào các bác. Và đây các bác đang thấy nhà mình lại tiếp tục đóng gói thức ăn dành cho team Họa Mi và đóng một số cái đơn hàng gửi cho anh em Hà Nội và toàn quốc ngày hôm nay. Như các bác đang nhìn thấy ở đây, ví dụ ở đây là một số cái đơn của anh em. Các bác có thể nhìn thấy anh Linh ở Lạng Sơn cân mi này. Đấy. Anh Liêm ở Tiền Giang cám chè và cám mi này. Đấy. Anh Hùng ở Hải Dương cám họa mi này. Rồi anh Thành ở Lào Cai cám mi chè này. Đấy. Anh em của Hà Nội Đan Phượng này, anh Tùng cân chè. Đấy. Anh Duy Linh Long Biên Hà Nội cám chè này. Tiếp theo bên này anh Phú cám mi khứa ở tận Ninh Thuận luôn. Đấy. Tiếp theo phía bên này là cám mi của anh em của Bắc Ninh. Đấy, cám chè anh em thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cám chè của anh em Hải Phòng. Đấy, phía bên này đây nữa. Và đây đang tiếp tục đóng gói cái này là 5 cân họa mi. 5 cân họa mi cho anh 5 cân họa mi này là của anh xem anh nào nào. 5 cân họa mi này là của anh Phong. Đó, xem đơn của anh Phong đây. Đây, 5 cân họa mi của anh Phong của Lào Cai. Tiếp tục đóng gói cho anh ạ. Thế còn đây là đang đóng gói hút chân không. Đây, các bác đang nhìn thấy ở đây. Sang cái phía bên này thì các bác có thể nhìn thấy rõ cái hạt cám họa mi của nhà mình luôn. Kg này sẽ được 4 gói như các bác đang nhìn thấy ở trên video này. Đây là địa chỉ và số điện thoại của nhà mình. 0908070555 và 0944114410. Thì các bạn có thể là gọi trực tiếp qua cái số điện thoại hoặc qua Facebook Cám Chim Đất Việt. 1 kg là 200.000 miễn phí ship tận nhà các bác nhé. Miễn phí ship tận nhà. Cũng như là một số đơn của anh em đặt hôm nay đây này. Đấy, anh em cứ 1 cân 2 cân là miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Thì các bác có nhu cầu là liên hệ qua số điện thoại giúp mình. Các bạn có thể xem thêm trên website chimcanhdatviet.com giúp mình nhé. Đấy, chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm thực tế của bản thân và các anh em ở trên website này. Một lần nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Luôn luôn ủng hộ. Đừng quên đăng ký kênh Cám Đất Việt trên YouTube nhé. Để cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên. Xin chào tất cả các bác.